Đây. Đúng rồi. Mỗi cắt mỗi 1 giờ như thế là 35.000 đồng. Ôi giờ gì tùm lum hết, tôi cũng biết nhiêu giờ. Thì tôi nói giờ tiền điện là cũng hết 10 triệu đó. Rồi vuốt que là cũng 6 triệu. Rồi phân ở trong đầu, nhìn trái thanh long ở trên cây mà cô nặng đầu, cô như choáng váng. Mến chào quý cô bác anh chị. Cách đây khoảng 30 phút thì Phong Bụi cùng với anh Bùi Hồ có chia sẻ về cái nỗi khó khăn của chị chủ vườn này. Đó là cô Tâm. Thì lúc đầu thì trưa nay thì gần như là cô Tâm là một cái người bần thần, không có biết được là mọi thứ xung quanh như thế nào. Tại vì trong ngày mai vườn thanh long này nếu không thu hoạch thì chắc chắn bà con sẽ phải cắt bỏ thanh long đổ ra ngoài cánh đồng. Vì vậy thì nãy giờ hai anh em mình và anh Bùi Hồ có thực hiện một cái đoạn live stream trên fanpage. Và rất may mắn thì có một cái chị gái ở Sài Gòn đã thu mua 3 tấn. Ngay lúc này thì là 5 giờ chiều. Bây giờ cô Tâm cùng với con trai và những người thân trong gia đình phải cắt làm sao cho kịp 10 giờ đêm. Tối hôm nay đủ 3 tấn thanh long đem đi bán. Giá trị mỗi trái thanh long hiện giờ nếu như mà muốn hồn lại vốn thì phải mất 10.000 đồng một ký. Nhưng mà hiện giờ tình cảnh chung thì Phong và anh Bùi Hồ cũng đã trao đổi với cái chị gái ở Sài Gòn với giá 2.000 đồng thôi. Bù lỗ được đoạn nào hay đoạn đó. Bán với giá 2.000 đồng thì tức là cả khu vườn thanh long này chỉ thu về khoảng 6 triệu đồng. Và chắc chắn rằng là sẽ phải lỗ, nhưng mà thà lỗ ít còn hơn lỗ nhiều. Bây giờ thì mình sẽ đi vào bên trong trò chuyện với cô Tâm để hiểu rõ hơn cái cảm xúc hiện giờ nha. Nãy giờ thì trò chuyện thì cô cũng cắt được như này này. Và chia sẻ mọi người á, mỗi ký, mỗi thời gian, mỗi tiếng đồng hồ mà thuê người cắt là 35.000 đồng. 35 đồng cho một người cắt và một người khiêng những cái rổ này ra ngồi lộ 50.000 đồng. Thì phải mất 5 người và 2 người khiêng. Mỗi giờ như vậy thì ước chừng khoảng 300.000 tiền công. Đó, cảm xúc của cô thì khá là vui. Và những quả thanh long này sẽ được đưa lên Sài Gòn. Cảm ơn cái chị gái ở Sài Gòn đã ủng hộ 3 tấn hàng nha. Và đặc biệt là nếu như mà thanh long này không cắt vào đêm nay thì ngày mai gia đình cô phải đổ bỏ. Cô cũng rất là kỹ nha. Những cái trái bị nứt á, cô bỏ luôn. Cô không có để cho trái này bỏ uổng à. Bỏ luôn hả con? Bỏ. Bỏ. Trời ơi. Nó hư rồi mà lấy gì làm gì? Trời đất ơi, nói chứ cái nào ăn được lấy, không ăn được lấy chi? Lên xe nó bể tùm lum, nó chảy nước tùm lum hết á. Cái nào nứt thì dục. Đúng rồi, đúng rồi, làm cho người ta. Cô Tâm, cô có thể chia sẻ cái cảm xúc hiện giờ của cô khi mà những trái thanh long này được cắt để bán cho một chị gái ở Sài Gòn. Thôi dạ. Tôi cũng rất mừng. Thì bán được nhiêu hay nhiêu, kệ, miễn bán được được rồi. Dạ. Nó khỏe cái cây rồi mà tôi cũng nhẹ cái nhàn cái đầu nữa, không có lo nữa. Dạ. Giờ được nhiêu được. Giờ. Chứ biết sao giờ. Sẵn tiền đây cô chỉ con kỹ thuật hái luôn, con hái phụ ra. Hái dạ. Đã cắt luôn hả? Dạ. Thì đó, thì cái kéo vậy cái cắt sao khỏi bị hư nhánh á. Nè như vậy nè, cái chỉ đâu. Đâu. Đó. Đâu quay lại không? Đây nè, con chỉ này là cắt ngay đây nè. Mà phải mạnh lực tay lắm hả? Được đúng cô, đúng không? Đó. Ừ. Cái trái nào nứt là bỏ hả cô? Bỏ đi chứ người ta mình ăn được, người ta ăn được. Qua đi thử cắt thử đúng không? Cô em đừng có xeo cái trái nó gãy ở dưới. Bị gãy rồi. Này có sao không ta? Em trai cái này có bị sao? Vậy là nó bị hư rồi đó. Bỏ hả? Sai kỹ thuật. Cắt thảm vô một xíu. Không dính thà thôi. Hư rồi. Đâu anh cắt thử coi. anh cắt thử miếng này. Anh thôi cắt thử ha. Ok. Ta dưới này hả? Đừng xoay trái. Cắt đừng nó sâu quá nó hư á, coi chừng nó hư á. Cắt mà để đường người đi ra. Đây. Đúng rồi. Mỗi cắt mỗi 1 giờ như thế là 35.000 đồng. Và vận chuyển xe như thế này để đẩy ra đường lộ là 50.000 đồng. Thanh long của cô thì bán với giá là 2.000 đồng một ký tại vườn. Và khi nào là bọc rồi cần xé chở ra ngoài đường thì giá lên tới Sài Gòn là 5.000 đồng một ký cô bác anh chị. Và hôm nay thì hai anh em sẽ cùng với lại những người nông dân ở đây để cắt những cái trái thanh long từ trên cây như thế này.
để mà chuyển lên Sài Gòn trong đêm nay hay không ha? Khó lắm. Đẹp không? Những trái như thế này thì ước tính thì giá là không tới 2.000 đồng đúng không? Tại vì ngoe của nó là với lại nó bị đen. À, bây giờ Phong sẽ cắt lại cho mọi người xem ha. Ừ. Nhân từ đây anh Hồ chia sẻ cảm xúc của anh khi mà vừa rồi anh em mình thực hiện một cái đoạn livestream nhóm một cái thương vụ mà giúp đỡ cho bà con ơi. Thì lúc trước khi chốt được cái đơn hàng giúp cho cô Tâm thì như thế nào, và lúc mà mình phải thương lượng rất là nhiều người và bán được 3 tấn hàng như vậy thì như thế nào? Thật ra là đến cái vườn cô Tâm là cũng là một sự tình cờ của hai anh em. Nhưng mà trước đó thì hai anh em đã có một dự định là hỗ trợ những người nông dân ở đây để mà giải cứu những cái tấn thanh long như thế này. Nhưng mà nếu như mà hai anh em á mà cùng giải cứu á, chuyển lên Sài Gòn thì không có nơi chứa, cũng như là không có thể giải cứu hết trong một ngày. Và hai anh em đã cùng nhau đi đến quyết định đó là livestream để cho mạnh thường quân, những người mà quan tâm đến nông dân có thể ủng hộ. Và khi mà cái cảm xúc ban đầu á, khi mà mình hai anh em mà gặp cô á, thì hai anh em buồn cái cảm giác của cô thì rất là bần thần. Cô như là không biết trời đất vì gì hết à. Cô chỉ biết ở trong đầu nhìn trái thanh long ở trên cây, mà cô nặng đầu, cô như choáng váng. Những cái cuộc điện thoại nó cứ đến và hai anh em trong đầu đều hy vọng sẽ giải cứu hết. Lúc đầu thì với số lượng 3 tấn thì nếu như mà chia ăn ở trong xóm á, thì người ta không thể nào giải quyết hết. Cũng may là có một chị ở Cần Thơ nè, rồi một chị ở Trà Vinh, và cuối cùng là một chị Sài Gòn đã nhận lời giải cứu hết 3 tấn thanh long này. Cái cảm giác nó bùi ngùi mà nó vui lắm. Vì lần đầu mình hai anh em mình lại làm một cái công việc mà trước giờ có lẽ là hai anh em chưa làm bao giờ, livestream bán hàng cho nông dân trên mạng. Thì Phong, cái cảm giác của em như thế nào lúc đó mà khi đã chốt được cái đó không? Đơn hàng như vậy. Em thì thật sự em rất là muốn làm sao mà bà con nông dân ở đây á có thể bán được cái giá mà đảm bảo được số vốn hồn lại thôi. Thì mà cái giá đó thì quá cao, 10.000 đồng. Mà 10.000 đồng thì nếu mua 3 tấn là 30 triệu nó quá lớn đối với mọi người ủng hộ. Cho nên là giá thị trường hiện giờ ở thương lái mua các cái vườn khác là 2.000. Thôi thì mình cũng tuân thủ theo nguyên tắc thị trường 2.000 đồng. Mọi người hình dung để 2.000 đồng để một cái trái thanh long mà chăm bỏng như thế này vốn tốn rất là nhiều công sức. 35.000 đồng một giờ để người ta chịu nhiệm vụ là vuốt như thế này, vuốt để cho cái lá, vuốt bằng tay nha mọi người, vuốt cho nó xanh cái cuống. Và thêm một cái việc nữa đó là phân của thanh long thì bây giờ phân tươi mỗi giá mỗi bao lên đến gần cả 1.000.000 đồng. Thì một tấn hàng được 2 bao phân, 1 ký thanh long mà chưa được bằng một cái giá dự xe ở trên Sài Gòn, 2.000 đồng. Và bán nguyên cả một cái rổ như thế này, mình đo thử đây. Rổ này được 10 ký không chị? Rổ này đang dưới chưa được 10 ký. Chưa. Đầy nhóc, đầy rổ được 10 ký. Đây rổ là được 10 ký. Vậy thì chưa được một cái tô phở. Đó, nhưng mà cắt đầy đủ hết này. Để tiết kiệm cái chi phí lỗ vốn thì cô Tâm phải nhờ những người thân trong gia đình. Con trai nè, mấy cô gì trong xóm này cắt để tránh phải là thuê nhân công. Nãy giờ thì được khá là nhiều ha. Anh chia sẻ cho thêm cái cảm xúc của cô Tâm đi. Cô Tâm thì lúc đầu gặp hai anh em chỉ nói với hai anh em là nếu như mà đêm nay không bán được thì ngày mai sẽ đổ bỏ tất cả cho cá. Tại vì gia đình của cô Tâm thì đã cắt xuống một đợt để dưỡng cây như thế này là đã đổ bỏ cho cá hết một lần hả cô Tâm? Rồi, đúng rồi. Dạ. Cô có thể chia sẻ lại cái chi phí mà ban đầu mà cô đã đầu tư vô cái vườn thanh long này, sau khi đến thời vụ thu hoạch thì cô lại cắt bỏ những cái trái thanh long mà gia đình mình cần mẫn chăm sóc với cô Tâm? Ôi giờ gì tùm lum hết, tôi cũng biết nhiêu giờ. Thì tôi nói giờ tiền điện là cũng hết 10 triệu đó, rồi vuốt ngoe là cũng 6 triệu, rồi phân rồi thu hút đặc công làm này kia, thì tôi nói ít nhất cũng 30 triệu đó. Mà giờ tôi nói hơi ổng tính là không được, ngày mai cắt bỏ chứ bây giờ hư dây ráo rồi. Nhưng mà bây giờ là vậy được không? Giờ 6 triệu là được cắt khỏi phải bỏ này, con đỡ thì được ha. Thì nói chứ cũng chung là cũng được. Mừng. Thì kệ, có bao nhiêu cũng được hết á, còn hơn bỏ. Nãy giờ thì tụi con chưa gặp được chú. Đó, chú kìa. Bây giờ thì chắc có lẽ là hai anh em mình sẽ qua trao đổi với chú. Mừng.
mừng quá. À, hiện nay thì những người mà thu hoạch những cái trái thanh long này là người trong nhà mình không hả cô Tâm? Thì mấy đứa đại cháu cái bên nhà, cái bên trên có đang tất cậu mà nó cũng đi mừng mà sao nó có nhà đây chứ đại cháu phụ chứ. À, đây là một trong những nhà vườn mà trong số rất là nhà vườn đang trồng thanh long ở thị trấn Tầm Du của huyện Châu Thành mà gặp phải. Thì chắc có lẽ là thời gian tới hai anh em mình sẽ tiếp tục đồng hành ở Tầm Du này để giải cứu được phần nào thì hay phần đó. Mới tôi gặp cứu không sớm tôi bán có ngàn đồng. Này như mấy trái này là tôi phải bỏ ra đó. Chứ đâu đem trở người hư người ta đâu ăn được. Phong ơi, trái như thế này phải bỏ ra nè. Như ngày mai thì trái này không lấy. Nãy giờ tôi bỏ ra là tôi đâu lấy. Ơi uổng quá. Bỏ hết à? Không, cô cứ sử dụng được mà cô. Thôi rồi. Tội người mua. Thôi mất công. Nó anh biết không? Nó là nứt gì á? Chở lên bao á, nó xì nước ra. Nó dơ cả cái bao luôn. Mình thấy mình ăn được á, người ta ăn được, còn ăn không được đeo lấy làm chi? Đó thí dụ lấy nguyên đi. Chứ cái này thì nói chung ăn cũng được chứ không phải không, nhưng mà mình sợ rồi nó chở nó cắn. Nhưng mà trái càng nứt nó mới ngọt đúng không cô? Nè, mà nó vô bỏ nè, đốc đắc ngọt. Nè. Bỏ chứ đâu lấy đâu. Ngọt ghê luôn. Cái này mà cắt ra ăn trái cây cực kỳ ngon luôn. Trái cây gì á? Cũng hái vô ăn. Chia sẻ với mọi người, năm vừa rồi thì thanh long có giá tầm 20 đến 25 ngàn đồng 1kg. Thì ước tính chừng chi phí mỗi một công thanh long như thế thì người bán cũng được 20 đến 25 triệu đồng. Từ trừ chi phí ra thì cũng lời được khoảng 10 triệu đồng một công. Nhưng hôm nay thì bán một công chỉ thu hoạch được là với giá là 2 triệu đồng. Trừ chi phí ra cô phải lỗ 8 triệu đồng một công. Trái này cũng bỏ luôn nè, bị nứt. Nếu như á, nếu như mà ở trong ngày mai mà cô không bán cho cái chị gái nãy tụi mình livestream á, thì những cái trái thanh long sẽ chuyển sang dạng này và sẽ phải đổ bỏ. Rất mừng. Lúc chiều thì cái cảm giác mà khi mà gặp vườn thanh long, cái cảm giác buổi chiều nè, gặp cô bồi ngồi ở bên cái cây thanh long thì Phong cảm thấy sao? Chiều nay tụi mình á khá là căng thẳng. Căng thẳng vì biết rằng không mua được rồi. Tại vì tụi mình đã hứa với các nhà vườn khác, mua thêm thì tội anh em trên Sài Gòn phải khiêng từ trên xe tải xuống rất là nhiều, và không cách nào để giải quyết một. Tại vì một ngày chúng mình chỉ có thể giải quyết được 3 tấn hàng thanh long thôi. Và ngày mai thì mình đã mua 5 tấn rồi, bây giờ mua con nữa thành 8 tấn. 8 tấn không có thể nào mà chia đều được. Và khá là buồn khi mà không bán được cái giá mà cô lỗ. Nếu mà bán được 10 ngàn thì tụi mình niềm vui đầy đủ, trọn vẹn luôn anh Hồ. Nhưng mà thà bán được không được, nhưng không bỏ rất là phí. Mọi người thấy không, công bổng của một người nông dân mà bây giờ ngày mai không cắt á, là đổ bỏ. Trồng trái thanh long cực lắm. Và hôm nay thì một cái thương vụ, gọi là thương vụ đây, thương vụ mà chỉ có 6 triệu đồng thôi, mà tụi mình mất khoảng 30 phút livestream và rất là nhiều cuộc gọi. Và cũng rất may mắn là 3 tấn hàng cũng đã được đi tối hôm nay 10 giờ đêm. Người mua ở trên Sài Gòn chạy xe tải xuống hốt về để chia cho bà con. Cảm ơn chị gái nó và cảm ơn rất là nhiều người đã từ chiều đến giờ quan tâm đến vườn của cô Tâm. Bây giờ thì mọi người thấy không khí ở phía sau á khá là sôi động, gần như là cái tâm trạng của cô Tâm là đã thay đổi hoàn toàn luôn. Mọi người có thể xem lại livestream của anh Bùi Hồ và cô Phong ở trên fanpage sẽ thấy được cảm xúc của cô từ lúc mà gặp tụi mình. Thậm chí tụi mình đặt những câu hỏi của cô về cái giá lỗ giá như thế nào, cô không tuyệt vọng mà không trả lời được. Tại vì cô biết rằng là khó mà ai mua 3 tấn hàng, mà trong khi đó hàng của cô đang chuyển biến xấu đi. Đây, một cái trái này là chắc chắn là đổ bỏ đây. Nứt. Bị khô trái luôn hả cô? Chín quá rồi. Bỏ nè. Chia sẻ với mọi người á, thanh long mà nó có một cái đặc điểm, đó là khi chín thì mình phải có thời gian thu hoạch trong vòng 10 ngày trở lại. Nếu không thu hoạch thì trái nó sẽ chuyển sang nứt. Nếu như mình bỏ trái chết ở trên cây luôn, khô héo ở trên cây, thì cây nó phải gánh một cái lượng dinh dưỡng rất là cao cho mùa sau. Nếu như mà càng gánh như vậy thì cây nó sẽ càng bị đèo, và nó sẽ không, mùa sau nó trái nó sẽ không có trọng lượng. Phong lúc nãy thì cô Tâm có chia sẻ là cây nếu để trên trái thì sao, Phong có thể chia sẻ với mọi người hiểu rõ với Phong. Đây, cái trái này đã chuyển sang màu đen rồi này. Và không hái thì
Cô tính là ngày mai này, ngày mai mà nếu mà không có ai mua là hai vợ chồng cắt xong liền, cắt liền tại chỗ luôn. Đó, vừa tốn công mà không có động mạc nào hết, nhưng mà bây giờ cũng bù được khoản tiền nhỏ nhỏ ha. Cũng vui. Bây giờ anh chia sẻ hình ảnh cuối cùng của cô Tâm rồi anh em mình kết thúc ha. Bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ chia sẻ những cái hình ảnh mà cô Tâm đang thu hoạch những cái trái thanh long mà cô không nghĩ là hôm nay có thể chiều hôm nay có thể bán được những cái trái như thế này cô Tâm ha. Dạ. Thì giờ cũng cảm ơn hai chú chứ không có cũng không bán được. Bỏ luôn. Nếu như mà bỏ thì cô mướn người cắt nữa thì cô phải tốn bao nhiêu tiền cô Tâm? Thôi bỏ chắc hai vợ chồng tự cắt bỏ chứ không mướn ai hết á. Dạ. Tự hai chồng cứ cắt cứ bỏ đẻo cái gốc. Đó là công lao động của hai vợ chồng phải bỏ thêm vài ngày nữa mà không có thêm một đồng nào. Dạ thôi thì hôm nay thì hai anh em con đến đây cũng như chia sẻ cuộc sống của bà con nông dân mình đến với mọi người để cho mọi người biết về vụ thanh long mùa này ở Tầm Du. Hôm nay thì con đến đây để mà chia sẻ cuộc sống của bà con nông dân trồng thanh long ở thị trấn Tầm Du, huyện Châu Thành này. Thì cũng may mắn là có một chị ở Sài Gòn đã giải cứu cho mình 3 tấn thanh long. Con cũng thay mặt cho chị chúc cô luôn có sức khỏe dồi dào ha. Cảm ơn chú nha. Dạ, xin chào, chân thành cảm ơn một chị ở Cần Thơ, một chị ở Sài Gòn, với lại một chị ở Trà Vinh ha Phong. Dạ. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau. Rồi, cảm ơn hết nha.